Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo, Trần Bảo Ngọc và thí sinh Karen Nguyễn. Lúc ở trong hậu trường em với chị Karen nói chuyện rất là nhiều. Không có nghĩ là hai chị em sẽ thi đấu cặp với nhau. 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Lúc bước chân vào trong phòng tìm, lúc em kiểu không định hình được là mình đang ở đâu. Nó cái đen xì giống nhau ha. Tìm khó chứ bộ. Có cái hình kịp không trời. Không biết bộ nào với bộ nào luôn á. Một màu đen giống nhau, bộ sưu tập thì cũng có na ná nhau, cách điệu nhau mỗi thứ một chút, cho nên là làm cho mình bị rối á. Nhìn đi nhìn lại 2-3 lần thì mới chọn đúng cái outfit của mình. Ngay khi mà em nhìn thấy bộ quần áo mà có một cái chiếc găng tay, em nghĩ ngay đây là bộ quần áo mà mình cần phải chọn. Thực ra ở trong đó không có cái size dài của em, bắt buộc phải lấy một cái size lớn hơn cho một chút, cho nên là nó không có được thoải mái. Cái này có găng tay. Chưa đeo găng tay nữa kìa. Hoa tai. Thật sự là khi nhìn thấy cái cầu thang em rất là hãi. Nhưng mà trước đấy thì em vào thang thoát hiểm của nhà em để tập luyện rất nhiều lần, sao cho mà mình không cần nhìn xuống mà mình vẫn có thể đi được. Wow. 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 Chiến nha, cặp này chiến ạ. Không hề có cái lợi thế về ngoại hình người mẫu nhưng mà lại tinh thần tốt hơn nha. Và đây chính là 5 vị giám khảo quyền lực của chúng ta ngày hôm nay. Trong phần thi này, các thí sinh sẽ được chia thành từng cặp để thi đấu trực tiếp với nhau dưới hình thức là catwalk và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Các quý vị ban giám khảo sẽ cần phải đưa ra lựa chọn của mình sau phần thi của mỗi cặp đấu. Và thí sinh nào có ít sự lựa chọn hơn, nghĩa là thí sinh đó sẽ không được đi tiếp vào vòng trong. Ở bên cạnh quý vị có một cái nút, thì cái nút này có chức năng để quý vị có thể cứu một thí sinh nào đó đã không được chọn bởi đa phần các ban giám khảo. Và quý vị lưu ý, nút cứu này chỉ được sử dụng duy nhất một lần trong nguyên buổi casting của chúng ta ngày hôm nay mà thôi. Quyết định bấm vào nút cứu để cứu thí sinh thì đồng nghĩa với việc thí sinh đó sẽ vào trực tiếp team của vị huấn luyện viên đã bấm nút cứu. Trong trường hợp mà chúng ta có hai Super Mentor cùng cứu một thí sinh, thì lúc này quyền lựa chọn sẽ thuộc về thí sinh. Thí sinh sẽ có quyền lựa chọn là mình sẽ thuộc về team của vị Super Mentor nào. Và tất nhiên, vị Super Mentor không được lựa chọn cũng đã mất đi quyền cứu của mình trong lần cứu đó. Trong trường hợp thí sinh không được ai lựa chọn, các vị Super Mentor của mình chỉ có 10 giây để quyết định thôi. Và điều thú vị nhất đó chính là các thí sinh của chúng tôi vẫn chưa biết họ sẽ phải chiến đấu với ai trong vòng thi này. Và bây giờ sẽ là lúc tôi công bố cặp thí sinh đầu tiên. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5, nhà phố linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh Trương Thị Tuyết Mai. Đây là cái cuộc thi lớn mà em tham gia. Sẽ đấu với thí sinh Phạm Hoàng Chiến. Đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mà mình tham gia. Nói thật là mình cũng có hơi run một chút, mình cũng khá là e ngại. Biết được mình sẽ thi cùng với chị Hoàng Yến thì áp lực của em nó lại đè nặng thêm nữa. 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Thời gian rất là ít, mình đã phải nhìn rất là kỹ với bộ đồ đấy, kiểu như chi tiết rồi là cut out của bộ váy. May thế, tự nhiên mình liếc mắt phát mình thấy có cái chi tiết này luôn. Mình còn đi ra mình ngó lại cái bức hình đấy nữa để mình xem là nó đã đúng chưa. Xong rồi mình bắt đầu mặc lên. Bạn lấy nhầm rồi. The wrong dress on, yeah. Quá khó đi.
Mình cảm thấy rất là tự tin với những bước catwalk vừa nãy của mình. Điều là bạn đi cùng mình có vẻ hơi vội nên là bạn ấy chưa pose ở một số điểm cần pose ạ. Em tên là Phạm Hoàng Yến, năm nay em 21 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. Em theo con đường làm người mẫu này cũng được gần hơn 2 năm rồi ạ. Em tham gia chương trình này để có thể có một cơ hội để cho hình ảnh của em được tỏa sáng hơn và được mọi người biết đến nhiều hơn ạ. Em là Trương Thị Tuyết Mai, là vận động viên đội tuyển Taekwondo quốc gia. Hiện tại thì em đang là người mẫu tự do. Em đến cuộc thi này giống như là một hành trình tìm lại ước mơ của em. Lớn lên một chút thì em vô tình em bén duyên với Taekwondo và cũng may mắn em được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sau một khoảng thời gian dành cả tuổi trẻ của mình để cống hiến cho thể thao của đất nước thì em cảm thấy là em vẫn chưa đủ, em vẫn còn cái khát khao gì đó mà chưa được thực hiện. Khi em nhận ra được điều đó thì em bắt đầu tìm hiểu và bắt đầu học người mẫu. Khi mà The New Mentor xuất hiện thì em nghĩ đây là nơi để em đi tìm ước mơ của mình. Tuyết Mai, đây là cái layout mọi người dành cho phần thử thách của hai bạn. Bạn đã sai, quan sát không hề tốt. Vì em sợ không kịp giờ nên là em còn chưa xem được hết cả cái đồ. Vừa thấy giống thì em chụp đại rồi em mặc luôn. Bạn đã sai từ cái nút áo đầu tiên, cho nên rất khó để thuyết phục chúng tôi có thể chọn em được hay không. Chị rất có cảm tình với những vận động viên mà đã cống hiến cái thanh xuân của mình cho đất nước và đặc biệt Taekwondo nữa. Nhưng mà chỉ có một cái băn khoăn, đó là bộ môn võ thuật ấy, nó đòi hỏi cái sự quan sát rất là tỉ mỉ. Nhưng ngày hôm nay gần như là em đã đánh mất cái sự quan sát đó. Đấu võ người ta quan sát đối thủ để đấu thôi, chứ đấu võ có bao giờ được mặc quần áo đâu. Nhưng nếu mà quan sát đối thủ thì sẽ biết là mình đang mặc đồ khác với đối thủ, thì sẽ biết điều chỉnh lại. Em đã không có cái sự quan sát đó. Và bây giờ sẽ là quyết định của các vị ban giám khảo ạ. Em chào Hoàng Yến. Chị cũng sẽ chào Yến. Chị cũng sẽ lựa chọn Hoàng Yến. I'm gonna have to pick you. Và thí sinh Phạm Hoàng Yến đã nhận được 5 sự lựa chọn đến từ ban giám khảo. Bạn sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Và bây giờ sẽ là 10 giây để các vị ban giám khảo quyết định là có sử dụng quyền cứu của mình đối với thí sinh Tuyết Mai hay không. Đến với chương trình, em cũng rất là mong mình được đi sâu hơn với chương trình, nhưng mà em cũng biết được cái khả năng của mình đến đâu. Cho nên là em chỉ cảm thấy tiếc nuối một xíu thôi. Xin cảm ơn thí sinh Tuyết Mai. Chúc mừng thí sinh Phạm Hoàng Yến. Xin mời hai bạn trở về vị trí. Cảm ơn các chị ạ. Cảm ơn chị. Xin mời thí sinh Bùi Lý Thiên Hương sẽ đối đầu với thí sinh Di Khả Hân. Và bây giờ 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Cái thử thách này không quá khó khăn với Hân, tại vì cơ bản ở nhà Hân là một người đam mê thời trang lắm, Hân thay đồ rất là nhanh. Khi mà vào cái thử thách mà phải cân đo đong đếm giữa thời gian với hành động thì nó rất là khó. Tại vì đôi lúc trượt chân hay là cài cái cúc áo không vào được là mất mấy chục giây là nó rất là ảnh hưởng. Khi mà Hương đã nhanh chóng mặc bộ đồ vô của mình, cũng cố gắng là tự cài nút áo lại, nhìn cái gương nhưng mà không được, rất là khó. Chạy qua kêu là chị ơi chị giúp em. Hân cài cúc áo cho Hương, xong rồi Hương xoay lại Hương cài cho chị Hân. Tuy nhiên là khi mà cài vào thì nó không vừa, chắc là cái số đo nó hơi bị nhỏ so với cái số đo của chị Hân. Xong sau đó Hương đã nhanh trí xử lý là Hương nhét hai cái sợi dây đó vào bên hông luôn. Đó đó, nhắc bài xong rồi cuối cùng là bạn điểm giỏi mình điểm kém nha. Hoa hậu khác người mẫu nha. Giúp nhau chuyện cần làm mà, con người thôi, hoa hậu người mẫu gì. Tờ đồ cao. Baby C Spray of Height.
mời Bùi Lý Thiên Hương. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Lý Thiên Hương. Năm nay em 26 tuổi và em đến từ, em bắt con nai nó nhảy, 67 An Giang. Dạ, em Duy Khả Hưng xin được chào quý anh chị ban giám khảo ạ. Duy Khả Hưng là nghệ danh của em, Duy là tên của mẹ em. Em muốn giới thiệu về cái nghệ danh này bởi vì là khi mà em lấy cái nghệ danh này, em mong muốn tiếng gọi đầu tiên trên con đường em bước đi là tiếng gọi mẹ, để em có thể luôn sống tốt và trưởng thành tốt theo như sự kỳ vọng của mẹ em. Rất là khen, điều đầu tiên đó là tinh thần teamwork của hai em. Tinh thần đồng đội rất cao đến nỗi là hai bạn chọn đôi giày sai như nhau luôn rồi. Không biết lý do vì sao, vì em run hay là vì váy hay là vì giày không có vừa với chân của mình mà em ngã trên đấy? Dạ, em xin phép chia sẻ với chị là giày không có vừa với em ạ. Đúng là yếu tố may mắn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi vì hôm nay Hân chọn sai giày và đôi giày đó nó quá nhỏ đối với Hân nên là Hân đã bị vấp. Có thể những cái kỹ năng của một người mẫu em chưa kịp hoàn thiện, nhưng mà em dám tự tin là em là một cô gái có nội lực phi thường. Trong nghệ thuật á, nếu như mà mình chỉ có vẻ đẹp thôi thì mình chỉ có thể tỏa sáng một thời điểm nào đó. Còn nếu như mà mình có nhiều tài năng hơn thì mình có thể cống hiến nhiều hơn và mình có thể tỏa sáng ngay cả khi mình không còn nhan sắc nữa. Nếu như một ngày nào đó em không còn có thể đứng trên sàn diễn nữa, đó là một cái backup cho em. Và em nghĩ rằng nếu như mà em vẫn giữ được vị trí người mẫu, em vẫn có thể đi trình diễn hát, ví dụ như là một người nghệ sĩ mà em cũng rất là yêu mến là chị Hà. Hai bạn là hai thí sinh mà biết cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Và Khuê rất là đánh giá cao Thiên Hương bởi vì Hương rất là nhanh chóng trong việc nắm bắt được là mình phải lấy những thứ gì để hoàn thiện cái look của mình để bước ra. Khi bước ra đây thật sự là bộ đồ này rất là khó, đôi giày rất là chuối mũi để mà leo được lên cái bậc thang đó rồi bước xuống. Không có dễ đâu. Cái đôi giày đó là nó lớn hơn cái chân của Hương rất là nhiều. Khi mà Hương đi lên cái bậc thang á thì giày của Hương đã tuột ra rồi và Hương đang cố víu cái mũi giày để mà có thể hoàn thành trọn vẹn cái phần thi của mình. Và đó là cái điều mà Khuê đánh giá rất là cao. Nghe vậy là biết chọn ai rồi ha. Nhanh gọn lẹ luôn, em mời mấy chị. Chị sẽ nói một cách ngắn gọn là với vòng thi này thì chắc là Bùi Lý Thiên Hương nổi trội trong rất là nhiều phần. Chúc mừng em và hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với em. Khi ra đến đây thì Hương có một cái gỡ điểm, đó là em xuống cầu thang tốt hơn. Còn chị thấy là em là cái bước chân của em gần như nó không đứng vững. Cái váy này nó đang làm cho em không thể bước cái sải chân nó dài được, cho nên là em phải kéo lên. Khi mà em kéo lên là hầu như là em đã làm hỏng form của nhà thiết kế. Và trong khi đó bên này họ không cần kéo, họ vẫn bước được. Cái điểm mạnh của em á, đó là khi mà chuông reo thì ngay lập tức em bước ra. Thì đấy là cái điểm mạnh của em. Còn Hương á, chỉ không thích cái hành động mà em đi ra quá trễ. The show must go on. Nếu mà đến phần trình diễn mà em chưa bước ra thì nó sẽ làm hỏng hết cả một cái live trình diễn của bộ sưu tập. Hương phải rút kinh nghiệm thực sự. Bản thân mình biết là mình đã ra trễ thời gian, là mình đã vi phạm luật của cuộc chơi này rồi. Tuy nhiên là Hương muốn cái phần trình diễn mình nó trọn vẹn hơn. Hương sợ là khi mình không mang giày ra hoặc là mang chân có chân không thì nó không đẹp cái hình ảnh của mình. Với hai beauty queen đã có kinh nghiệm chinh chiến thì người mà để lại cho chị ấn tượng nhiều hơn đó là Thiên Hương. Tinh thần đồng đội á, mình cũng quý khi mà bạn đi ra cùng với mình, nhưng mà khi bạn không được lựa chọn mình cũng cảm thấy rất là buồn. Thì thôi, nói chung là Hân cũng thua rồi. Trong một cuộc chơi thua là thua. Xin chúc mừng thí sinh Bùi Lý Thiên Hương, bạn đã được ghi tiếp vào vòng trong. Xin cảm ơn thí sinh Di Khả Hân. Cảm ơn bạn vì đã tham gia chương trình. Em cảm ơn anh chị ạ. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo, Trần Bảo Ngọc và thí sinh Karen Nguyễn. Lúc ở trong hậu trường em với chị Karen nói chuyện rất là nhiều, không có nghĩ là hai chị em sẽ thi đấu cặp với nhau. 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Lúc bước chân vào trong phòng tìm lúc em kiểu không định hình được là mình đang ở đâu. Nó cái đen xì giống nhau ha, tìm khó chứ bộ, có cái hình kìa trời. Không biết bộ nào với bộ nào luôn á. Một màu đen giống nhau, bộ sưu tập thì cũng có na ná nhau, cách điệu nhau mỗi thứ một chút, cho nên là làm cho mình bị rối á. Nhìn đi nhìn lại 2-3 lần thì mới chọn đúng ra outfit của mình. Ngay khi mà em nhìn thấy bộ quần áo mà có một cái chiếc găng tay, em nghĩ ngay đây là bộ quần áo mà mình cần phải chọn. Thực ra ở trong đó không có cái size dài của em, bắt buộc phải lấy một cái size lớn hơn cho một chút, cho nên là nó không có được thoải mái. Cái này có găng tay. Chưa đeo găng tay nữa kìa. Hoa tai.
Thật sự là khi nhìn thấy cái cầu thang em rất là hãi. Nhưng mà trước đấy thì em vào thang thoát hiểm của nhà em để tập luyện rất nhiều lần, sao cho mà mình không cần nhìn xuống mà mình vẫn có thể đi được. Chiến nha, cặp này Chiến ạ. Không hề có cái lợi thế về ngoại hình người mẫu nhưng mà lại tinh thần tốt hơn nha. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bây giờ các bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân trước nhé. Lời đầu tiên cho phép em xin tự giới thiệu, em tên thật là Trần Bảo Ngọc. Mọi người còn hay biết đến em với cái tên là Ngọc Ngọc. Hiện nay thì em đang là một người mẫu ảnh và content creator tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu thì em là một TikToker nhưng mà em rất có niềm yêu thích với cả nhiếp ảnh và thời trang cũng như là người mẫu. Thế nên là em đã tham gia chương trình để mà có thể mọi người nhìn nhận em với một tư cách khác. Xin chào tất cả các anh chị có mặt tại ngày hôm nay. Em tên là Karen Nguyễn, hiện tại em đang là diễn viên tự do. Năm nay em 30 và em cũng vừa mới sinh em bé xong. Và đây là chương trình lần đầu tiên em quay trở lại sau khi sinh em bé. Cho nên là rất là vui khi có mặt ở chương trình và được gặp tất cả các anh chị. Xin được mời Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Cho chị hỏi là không biết là ở bên trong hậu trường thì em nhìn thấy cái layout của em là hình ảnh nào mà em lại thích bộ quần áo này nhỉ? Bởi vì theo như chị được biết thì đây là chính là layout của hai bạn. Ai? Rồi. Nghĩa là mình là khác hẳn đấy, chỉ đúng đôi găng tay thôi. Lúc mà chị Hà Hồ nói là em bị sai lúc em mới nhận ra mắt của em nhìn không được tốt, làm em cận một chút, không nhìn rõ được về cái form dáng. Còn bên này thì áo đúng, quần đúng, hoa tai như chưa đúng lắm nhở, không có găng tay. Qua quan sát chung thì em đang làm một cái đề bài khác hoàn toàn, em thì đúng đề bài. Tuy nhiên nếu như một khán giả đang xem chương trình, một cái cảm giác của một người khi mà lần đầu tiên nhìn thấy thì chắc là em sẽ thu hút hết tất cả cái spotlight về phần trình diễn lần này. Em sẽ bị trừ điểm ở sự quan sát nhưng em sẽ được cộng điểm ở phong cách trình diễn. Em là một người không có lợi thế về chiều cao, dù cố gắng đến mấy cũng sẽ không thể gọi em là một siêu mẫu được. Tuy nhiên với những bước chân, bước đi của em thì chị nghĩ hiện tại em đang đi rất đúng hướng ở trong cái lĩnh vực của em. Còn với một The New Mentor thì chị chưa chắc ạ. Còn với Karen thì xin chúc mừng bạn vừa có em bé, không biết là được bao lâu rồi nhỉ? Dạ, được 8 tháng ạ. Được 8 tháng và đã quay trở lại vóc dáng như thế này, chúc mừng bạn. Dạ, em cảm ơn chị. Thực ra là cũng tập luyện rất là nhiều cho chương trình. Một tháng vừa rồi sau khi em đăng ký xong là ngày nào em cũng sẽ cố gắng tập PT và tập catwalk hàng ngày để cải thiện bản thân mình. Nhưng mà lý do gì để em nghĩ rằng là em sẽ có thể trở thành một người mẫu toàn năng? Em thấy tiêu chí của chương trình người mẫu toàn năng không chỉ là catwalk mà còn thương mại. Thì em nghĩ là mình có một cái thế mạnh về diễn xuất nữa. Em có nghĩ là em tự tin ví dụ như em sẽ có một cơ hội được đi sâu vào trong hoặc là em thắng giải đi. Thì em có nghĩ là với những mùa sau em sẵn sàng để ngồi trên chiếc ghế này để chấm điểm tất cả những bạn thí sinh khác không? Sẽ là khó. Bởi vì không những các bạn sẽ có một cái vóc dáng của một siêu mẫu, các bạn sẽ có những cái bước đi, một phong cách không lẫn lộn. Các bạn phải là một người ăn nói tốt và bản lĩnh. Nó rất nhiều thứ cộng lại để có thể ra được một cái dấu bằng là toàn năng. Mỗi bạn sẽ có những thế mạnh, nhưng mà chỉ mới có một vài thế mạnh, chứ chưa toàn năng thế mạnh được. Tuy nhiên nếu để một trong hai bạn mà Hà lựa chọn, thì Hà xin được phép nghiêng về phía bạn trẻ này. Cảm ơn Super Mentor Hồ Hà. Miss Lucas, can you share your opinion? You have the wrong outfit on, but dress complete. You have the correct outfit on, but incomplete. So if I had to choose, I pick you. Thank you. Hương Giang, cười cũ của em, nghe tin thị trường xung quanh là gầm gà. Bạn thân. Thực ra thì chị chỉ biết đến em á, với tư cách là diễn viên, thì thực sự để mà nói về cái vai về người mẫu á, thì đồng ý là ở Ngọc có một cái gương mặt rất là phù hợp với commercial, thậm chí là high fashion, cái gương mặt của em cũng cân được. Đúng là Ngọc gương mặt model hơn là mặt của em. Vì các chị mà khen Ngọc thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nên đây là The New Mentor, là chúng ta đi tìm ra một cái người mà cân bằng được tất cả các yếu tố, có thể ngồi lên được chiếc ghế này. Với chiều cao thì chị cũng chỉ cao như thế thôi và chị cũng vẫn ngồi ở đây. Có nghĩa rằng là bọn em đang tham gia đúng chương trình chứ cũng không hẳn là lạc hẳn khỏi cái tiêu chí của chương trình này. Câu chuyện nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái việc là đây là các cái vòng thi liên quan đến khả năng quan sát và ứng biến và giải quyết các cái kỹ năng người mẫu trong một cái thời gian được kiểm soát. Và cái thời gian đấy nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh, khiến cho họ sẽ đưa tới những cái quyết định có đúng hay là không đúng. Và cái bộ trang phục ngày hôm nay nó đang trả lời cho cái điều đó. Để mà về catwalk thì tất nhiên em làm tốt hơn Karen.
công tâm mà nói. Catwalk hôm nay em rất là bất ngờ khi mà được các anh chị khen, trong khi mà em mới chỉ tập catwalk ngay khi mà nhận được thông báo. Nhưng để mà tốt hẳn như kiểu một người mẫu chuyên nghiệp thì rõ ràng cũng chưa tới. Cho nên là chị đồng quan điểm với Luke. Thế hôm nay chị sẽ lựa chọn Karen. Em cảm ơn chị. Và bây giờ xin mời các super mentor sẽ vote ạ. Và quyết định của Hà đó là Bảo Ngọc. Khuê. Em đợi chị Hằng. Ủa? Tư thì theo mẹ chồng nha mọi người. Chị thì thích tinh thần của bạn rất là chiến binh. Và catwalk của bạn đi rất là đẹp. Nói là bạn là TikToker hay gì, nhưng mà thấy giống như bạn đã học qua đường đi catwalk rồi đó. Đi rất là thu hút. Em nhận được lời khen của các chị là em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Karen á, là chị là muốn có một cơ hội của một người phụ nữ sau khi mà sinh con xong, mình muốn rộng đường hơn cho họ. Thì không biết hai bạn có thể thể hiện được một lần nữa cho chị cảm giác tự tin để mà chọn ai được hay không? Ý chị là catwalk lại hả hay sao? Một cái điều gì đó để chứng minh là mình nổi bật hơn. Em biết chắc chắn là em thua rồi. Thế thì mình hát đi. Thôi xin ạ. Chứ giờ người ta thay đồ cũng thay rồi, quắc cũng quắc rồi. Là chị bắt người ta thi nữa thì phải thi gì nhờ? Hay là Khuê trước đi Khuê. Em chọn Karen. Cảm ơn chị. Thấy một chút tiếc tại vì là hôm nay em cũng đã rất là cố gắng để mà có thể đi một cách tốt nhất. Mặc dù là bộ đồ của em có sai. Ôi! Oh! Hả? Chơi chiêu thôi. Hay gì cứ chọn trước. Lan Khuê kinh khủng quá mọi người ơi. Em rất thích Ngọc. Cảm xúc vỡ hòa luôn ạ. Đúng là chiều cao là một yếu tố cần cho một người mẫu nhưng mà chưa đủ. Cái ở bạn Ngọc đó chính là bản lĩnh. Và cái chính sự bản lĩnh này mới có thể giúp bạn thành công. Chị rất là sợ tất cả mọi người chọn nha. Cho nên chị phải chơi chiêu, em xin lỗi các chị. Wow. Chúc mừng Khuê. Em là về đội chị luôn rồi đó. Yeah. Quá dữ. Cảm giác không thể tin được vì đây là một kết quả nằm ngoài những cái gì mà em có thể dự đoán và trông mong ạ. Trời đất ơi. Chị tin em sẽ là gà chiến. Cố lên nha. Ôi, em cảm ơn ạ. Không có quá thấp đâu cũng. Ok, yên tâm rồi. Mấy sao tám sao mà thấp được. Dữ. Em là thợ săn. Vậy thì xin chúc mừng cả hai thí sinh. Xin chúc mừng Karen Nguyễn, em đã được đi vào vòng trong. Và chúc mừng Trần Bảo Ngọc, em đã được thẳng vào team của Super Mentor Lan Khuê.